đường thái tông lý thế dân vị hoàng đế vĩ đại trong lịch sử này rõ ràng biết trước võ tắc thiên là mầm họa lý do gì ông không xuống tay khi ông còn tại vị dân gian lưu truyền lời sấm rằng sau ba đời vua đường một phụ nữ sẽ kế ngôi ông triệu lý thuần phong vào hỏi vị quan nổi tiếng về thuật tiên tri và xem thiên tượng cho hay người nữ họ võ này đã xuất hiện trong hậu cung rồi 30 năm sau sẽ khiến nhà đường sụp đổ vậy có nên diệt hết toàn bộ người họ võ trong hậu cung thà nhầm còn hơn sót Lý Thuần Phong lắc đầu, ý trời đã quyết, nếu là vua thì không thể bị diệt, 30 năm nữa cô ta đã trung niên, mà người già thường có trái tim nhân từ, có thể sẽ nương nhẹ với con cháu của bệ hạ. Nếu bệ hạ quyết ra tay, hồn phách cô ta đầu thai chuyển kiếp, 30 năm sau người mới đang lúc trẻ tuổi, khí huyết vượng trào, sẽ thẳng tay tận diệt không chút lưu tình. Vua nghe thấy rất có lý liền chấp nhận mệnh trời không phản kháng nữa.